Đây mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Không phải là chiếc áo mưa đâu mọi người. Mình quay lại chưa? Quay được từ đầu không? Đấy, quay từ lúc bóc hàng đấy. Nhân viên Shopee nha. Shopee Express. Lấy áo của Express để vô đấy. Tháo hàng ra để lấy áo, lấy hàng của shop và thay vào đấy là một cái áo của nhân viên Shopee.